Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với V4U. Và ở V4U, chúng mình còn có một món quà đặc biệt dành cho các bạn. Đó là chương trình trao đổi miễn phí, nơi các bạn có thể gặp gỡ người bản xứ, không chỉ nói tiếng Việt, tiếng Anh mà còn rất nhiều các tiếng khác từ mọi quốc gia trên thế giới. Điều gì làm cho V4U khác biệt với rất nhiều những app trao đổi tiếng hay là những buổi gặp gỡ trao đổi ngẫu hứng ở trong những quán cà phê? Đầu tiên là cả người Việt và người nước ngoài đều được tuyển chọn một cách rất chuyên nghiệp. Thứ hai là cả người Việt và người nước ngoài đều được hướng dẫn cụ thể làm thế nào để có một chương trình trao đổi thành công nhất. Thứ ba là các chủ đề của mỗi buổi trao đổi đều được thiết kế một cách chi tiết. Thứ tư là các bạn sẽ luôn có được sự trợ giúp kịp thời của các bạn hướng dẫn, hay còn gọi là facilitator, nếu như các bạn có bất kể vấn đề gì. Tiếp theo, các chương trình đều online cho nên các bạn chỉ cần mượn wifi thôi. Và cuối cùng là các bạn sẽ được gặp gỡ những người bản xứ với phương ngữ, với năng lực tiếng và với những mối quan tâm mà các bạn mong muốn. Thế thì tại sao các bạn lại không tham gia chương trình trao đổi của V4U? Và mình đã tham gia chương trình này rồi và cảm thấy nó là một chương trình rất tuyệt vời. Chúng mình rất hy vọng sẽ được gặp các bạn trong chương trình trao đổi của V4U. Và chào mừng các bạn đến với V4U. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.